Vào một ngày đẹp trời mà tự nhiên cái điều khiển nhà bạn mà lăn ra chết như thế này, thay pin mới vào bật nó cũng không lên màn hình như này, thì mọi người đừng lo nhé. Hãy xem hết cái video này của mình sẽ hướng dẫn mọi người sửa nó cực kỳ đơn giản. Cái điều khiển này cũng là của một anh khách mang đến nhà mình để mua điều khiển mới. Mình bảo là nhà mình khiển hãng nào cũng có, mà loại nào cũng có, từ tàu cho đến chính hãng và đến zin theo máy cũng có luôn. Thì nhưng mà mua điều khiển zin thì nó lại đắt, mà mua khiển tàu thì dùng nó lại không sướng. Thì điều khiển của anh ấy thì nhìn nó vẫn còn đẹp, chân pin các thứ vẫn mới, thì mình mới vứt đây để mình sửa cho. Và mình cũng để làm video để quay và hướng dẫn cho mọi người biết luôn. Cách sửa nó đơn giản và rất là dễ sửa, gần như là ai cũng có thể sửa được. Chỉ cần có cái mỏ hàn là có thể sửa được rồi. Với những cái điều khiển như thế này thì anh em phải cậy, lấy con dao hoặc là cái gì đấy mỏng mỏng để mình cậy cái viền này ra nhé. Cậy ra để lấy cái mạch bên trong. Vì con này là nó không có ốc vít. Chẳng hạn như dòng điều khiển này thì nó có những con ốc vít này đấy. Có những con ốc vít như thế này thì mình tháo ra rất là dễ đấy. Còn những cái điều khiển như thế này thì anh em phải lấy cái vật dụng gì nhọn nhọn kẹo để cậy cho dễ. Đầu tiên vẫn cứ phải tháo pin rồi đó. Một máy giọng hơi khản. Đây. Anh em lệnh cậy nó ra là nó ra. Ok. Đấy. Anh em cậy ra như này nhá. Nhìn này. Chân pin rất là đẹp này. Như này thì không có lý do gì mà để bảo là điện nó không dẫn vào trong mạch này được. Ngoại trừ luôn khả năng là bị hỏng chân pin nhá. Đấy, thì cậy ra như này. Vặn bốn con vít này ra. Vặn mấy con vít để chúng ta có thể nhấc được cái mạch này lên. Ta chỉ việc nhấc cái mạch này ra nhé. Đây, nhìn được mạch rất là đẹp này. Đấy. Không thấy bị dỉ rước gì ở trên mạch cả. Thường thường thì là 90% những cái điều khiển mà khi chúng ta thay pin mới và hoặc lắp pin mà nó không lên được màn hình thì 90% là hỏng con thạch anh này nhá. Chẳng hạn như con này là mọi người nhìn kỹ này, 4.0 nó tương đương với là 4m nhá. Thì anh em sẽ lấy đúng con 4m anh em thay vào đây, thay vào con này. Đây mình sẽ thay con này và mình lắp lại. Nó sửa nó rất đơn giản thôi, gần như là theo khi là chưa đến 5 phút nếu mà làm quen rồi đấy. Mình sẽ rút con đi ra đã. Đây. Con linh kiện nó như thế này. Nó có 3 chân nha. Nhá. Bây giờ chúng ta chỉ cần thay con này vào. 90% là sẽ lên. Đây, mình sẽ thay con này. Đúng chỉ số luôn nhá. Sai chỉ số là không lên được đâu nhá.
Mình sẽ uốn cong cong nhảy đi cho hàng cho nó chuẩn. Mọi người cứ thay đúng chỉ số và là sẽ lên luôn nhá. Này, mình sẽ dí gần vào hàng cho mọi người xem. Ok. Đây. Cứ hàn đúng chỉ số mà là được. Chiều nào cũng được nhé mọi người. Bạn riêng con thầy anh này thì mọi người quay hướng nào cũng được. Hai chiều, chiều nào cũng được nhé. Không cần thiết phải đúng chiều chân này đâu. Cứ chân giữa và hai chân bên cạnh. Cứ đúng là được. Và tiện thể thì mình chỉnh luôn cho người ta cái màn hình này. Đấy, hôm trước trong kênh mình có cái video mình hướng dẫn làm cái này rồi. Thì cho nên là bây giờ nếu mà anh em nào mà chưa xem thì có thể vào kênh tìm cái video đây để xem nhá, để sửa những cái màn hình bị loang loang nha. Thì mình để hạn chế video nó dài thì mình sẽ bỏ qua cái phần này. Thay xong rồi chúng ta có thể lại nắp vào thôi. Lại vặn đủ 4 ốc của nó coi nhé. Không là màn hình nó không tiếp xúc, nó không lên được đâu nhá. Mọi người nhìn này, màn hình đã mất cái chấm đen rồi nhá. Anh em nào mà chưa xem cái video mà mình hướng dẫn sửa cái bị ố đen màn hình thì vào trong kênh của mình nhá. Kéo xuống dưới là sẽ thấy. Rồi. Sập nó vào là xong. Nắp pin đã lên. Ok, như vậy là sửa cực kỳ đơn giản đúng không? Chỉ với mỗi một cái con linh kiện ấy, thường thường là không phải 90 mà đến 99%. Nếu mà không hỏng chân pin sẽ chết thạch anh, và chúng ta chỉ cần thay con thạch anh đi vào là điều khiển lại sử dụng bình thường. Chúc mọi người thành công nhé. Mọi người mà có thắc mắc gì hoặc là không làm được thì có thể để lại bình luận bên dưới.